chào mừng cả nhà đến với kênh Hương Mạc Hoàng. Chào cả nhà thân thương nha. Thì mời cả nhà hôm nay lên vườn ban công 5m² với mình. Hôm nay là một buổi sáng mùa hè. Thì đêm thì có mưa cả nhà. Còn bây giờ thì trời hửng sáng và bình minh đang dâng lên rồi cả nhà. Thì mình mời cả nhà đi thăm khu vườn ban công 5m² với mình. Thì đây là cái luống rau muống này. Cái phần cây cao này thì trồng trước, còn cái cây thấp thì mình mới bổ sung nha. Còn đây là cải bẹ xanh. Mùa hè không phải là mùa chính, nhưng mà mình vẫn có thể trồng được nha. Cải bó xôi này cả nhà. Mấy cái cây ớt chuông, rồi ớt triệu ngọt. Thì mình cũng trồng được 5-7 cây cái ớt triệu ngọt đấy, nhưng mà nó không ra trái đâu cả nhà. Nhưng mà ớt chuông thì có trái nha. Mình đã thu hoạch một lần rồi. Còn đây thì được vài quả nữa và nó đang tiếp tục ra rất là nhiều hoa cả nhà. Vẫn là cái khu vườn nho nhỏ xinh xinh ấy. Đấy, vẫn những cái chậu cây, chậu rau. Nhưng mà nó được thay đổi cả nhà. Đó, ví dụ như ở đây là mình đang có 4 cái cây cải bẹ xanh này. Đấy, rồi rau dền. Hôm nay có cả rau đay nhá. Đó. Rồi đây là cải bẹ ngọt. Cải xanh bẹ ngọt. Mấy cái ớt triệu ngọt này nó chăm chỉ ra hoa lắm cả nhà. Nhưng mà lại không đậu trái. Thì mình cũng bận đi. Đấy. Hết việc nọ việc kia cho nên là hôm qua mình mới bổ sung NPK được cho nó. Thì hy vọng là cái đợt này thì nó sẽ cho mình trái nha. Ớt triệu ngọt của cái bạn trên kênh YouTube Cuộc Sống Nông Thôn Việt Nam đã gửi tặng mình. Đây là những cây rau dền này. Đấy, mình cứ trồng như vậy để có rau ăn đi. Cải bó xôi này. Đây là một luống rau đay nữa nhá. Rau muống. Đấy, cải bẹ xanh. Rồi hành. Đây là một cây ớt triệu ngọt. Lớn ơi là lớn ấy. Lớn giống như một cái em bé lên 3 lên 5 rồi. Nhưng mà nó vẫn chỉ là có hoa nhá. Mùa hè thì khó trồng ớt phải không cả nhà. Đây. Mùng tơi này. Hẹ này. Đó. Đây là cây đinh năng. Cả nhà cùng hái đinh năng với mình này. Để chưa rắn trứng nha. Cây đinh năng này nó không chỉ cho cái vẻ đẹp ý. Về thân và lá ấy. Mà nó còn cho mình ăn lá cả nhà. Đây một cây nữa này cả nhà. Cái cây đinh năng này cũng có thể là gọi là một cái loại cây cảnh ấy cả nhà. Người ta trồng để làm cảnh nữa cả nhà. Quá trời lá đinh năng. Đây cả nhà, ngay cả khi mà mình bẻ lá đi rồi. Đấy. Thì thân và cái phần lá còn lại vẫn cứ đẹp lung linh nha cả nhà. Được một rổ lá đinh năng này để tráng trứng. Đấy, để rang cá nhá cả nhà. Giờ thì cả nhà theo mình đi thu hoạch rau. Thì hôm nay là mình mua được một ít xương nha. Xương thì không chỉ lấu bí này, đúng không? Mà mình có thể là bỏ những cái loại rau thập cẩm có ở trên vườn ấy cả nhà. Đấy, mình thả vào. Đấy, rau dền, rau muống, rồi cải bó xôi các thứ này. Mình cứ thả lẫn vào. Để nó quyện lấy cái nước xương ấy cũng rất là ngon nhá.
Đây có một chậu rau cải bẹ ngọt này. Đấy, gieo dày xong mình tỉa ra cấy. Rau diếp đây cả nhà. Mình sẽ thu hoạch cái chậu rau này để lấy chậu gieo trồng các loại rau khác. Rau diếp mùa này mà mình chăm chỉ tưới nước, tưới phân thì nó cũng rất là non. Mấy cái em cải cầu vồng cũng cho lẫn mà. Trưa nay mình làm món rau thập cẩm. Cái này là cái chậu này là mình sẽ cải tạo lại nha cả nhà. Rau muống cũng tốt rồi nhưng có lẽ để mai ha. Rền non quá trời luôn. Chưa bấm ngọn mà cái mầm ở nách lá nó đã đâm lên rồi. Đó. Mình hái những cái cây to này đi để cho những cây bé này. Đấy, ở dưới có một ít cây bé mình mới bổ sung đấy. Đấy, tại vì lúc mình trồng ấy là nó chết cả nhà. Nắng quá. Nắng quá người còn không chịu được nữa là cây cả nhà nhỉ. Mình phải chăm sóc như là chăm sóc em bé ấy. Mùa hè ở miền Bắc nắng lắm cả nhà. Miền núi thì nó mát mẻ hơn. Hay là ở miền Nam thì bây giờ đang là mùa mưa ấy. Trưa nay các con, các cháu không về thì chỉ có mình với ông xã thôi. Cho nên là hái đồ ăn nha cả nhà. Hái một tí à, đầy rổ luôn á. Mình vừa thu được ít cả bó xôi nữa đây. Đó, sau đó là mình sẽ phá cái luống cải bó xôi nha. Cải bó xôi này nó cho mình ăn nhiều lắm rồi đây này. Thì mình thấy là nó lên nó cũng cọc cằn rồi ấy. Hôm nay là mình thu hoạch hết cả búp. Hết mọi cái xong đó là mình sẽ cải tạo lại cái chậu rau này. Có cả mấy cái bạn rau sam này. Nó tự mọc ở trong đây luôn á. Lên một tí à. Đã đầy rổ rau rồi. Cả nhà thấy mê không? Nếu mê thì cho một like và một đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nha. Rồi có lẽ video của buổi sáng nay của mình xin dừng lại ở đây. Hẹn gặp lại mọi người trong một video tiếp theo. Lâu lâu không chia sẻ với cả nhà thì hôm nay chia sẻ chút. Để cho kênh nó khỏi bị... có thể dùng cái từ gì được nhỉ? Kênh nó khỏi bị lu mờ cả nhà. Chứ lâu lâu là không đăng tải, không chia sẻ, không giao lưu với bạn bè là không ai biết đến kênh của mình luôn á. Rồi, bye bye cả nhà nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.